nó đã hồi sinh rồi các bạn. Đúng là tại hôm trước là mình trong cái suy nghĩ của mình là lúc đó là mình muốn cho cái này nè, trồng cái này cho nó sát xuống cái hộp, để chi khi mà nó ra rễ nó sẽ bung bung cái gì luôn đó. Nhưng mà không ngờ là khi đó là mình lại lại áp cái mặt này nè xuống dưới thì nó không thoát cảm được, nên nó cái bệnh nó càng ngày càng trầm trọng. Thì cái video hôm trước mình nhổ lên á, thì cái mình trồng cao lên, mình cho cát nó nằm ở ngay cái phần này luôn, thì nó có cảm giác nó hút ẩm được, nên là bây giờ cái vết nó không bị lan vô mà nó lại ra rễ chỗ này nè, thấy không? Thì mọi người mà có bị cái cây mà nó có bị suy á thì mọi người thử á, tại hồi nãy mình trước khi mình nhổ lên á là trong đầu mình sẽ tưởng tượng là nó sẽ rất là nặng, nhưng mà không ngờ là nó lại lại tốt như vậy. Nhưng mà cái phần lá thì nó vẫn chưa có phục hồi, thì có vẻ nó mới ra được, mới phục hồi đây nó mới ra được cái mấy cọng rễ thôi. Do đó là mình cái này lại sai lầm, nó lại nhổ lên. Nhưng mà cái đi này giống như mình thí nghiệm thì mình thấy nó ổn rồi đó, có nghĩa là nếu mình trồng tiếp trong cát này nữa thì một thời gian nữa nó sẽ ok đó các bạn. Mọi người mà có bị thì nên nhổ lên và phơi, rồi lấy cát xây dựng á, mình cứ ra hút cát xây dựng rồi mình trồng vô thử đi, mình cứ để đi là nó từ 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 nó phục hồi lại. Tại nếu các bạn trồng trong đất lại á, trong đất quý hoặc là những cái đất trồng mà mình trồng cũ á thì nấm nó rất là nhiều, thì khi đó mình không khéo lại 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 hại thêm nó nữa các bạn. Nên các bạn phục nó bằng bằng cát lên đi, mình thấy á thì vẫn là tôi thấy thì vẫn thấy nó ok các bạn. Để các bạn làm thử nha. Rồi thấy nó ổn ổn rồi, thấy tinh thần nó cũng hơi vui vui rồi. Xin chào các bạn nha.